Xin chào các bạn. Trong clip này mình sẽ mời các bạn cùng mình kho một mẫu xe đúng nghĩa gọi là kỳ thú, bởi vì nó sở hữu khá những đặc điểm kỳ lạ và có phần thú vị trong tầm giá và trong phân khúc của nó. Đây, chiếc MG7, một mẫu xe cúp 4 cửa nhưng tầm giá của nó chỉ tương đương Honda Civic, mà động cơ của nó, sức mạnh của nó tương đương với lại BMW 530i và mẹ E300 đó, và trang bị tiện nghi của nó thì đúng nghĩa gọi là tiền ít thịt nhiều. Nếu tới đây các bạn bắt đầu tò mò về MG7 thì mời các bạn cùng mình soi chi tiết hơn về nó. Về lý thuyết thì MG7 nó sẽ cùng phân khúc sedan hạng D chung với lại Toyota Camry, với lại Mazda 6, với lại Kia K5, với lại Honda Accord. Nhưng mà thiết kế ngoại hình của MG7 thì mình thấy là nó không bị quá chững như là Toyota Camry, như là Mazda 6 hay là Honda Accord, mà nó có phần trẻ trung hơn một tí, hàn ngán hơn một tí, thể thao hơn một tí. Nó kiểu như là Kia K5 á. Nhưng mà chính xác thì mình thấy là cái kiểu dáng của MG7 nó là một chiếc xe fastback hay là cúp 4 cửa chứ không phải là sedan. Đây cho các bạn xem, kính không gọng nha. Chỉ có những xe thể thao, xe hiệu năng cao thì mới có cửa kính không gọng. Và bây giờ các bạn thử kiểm tra giùm mình xem là lanh quanh 1 tỷ đồng trên thị trường bây giờ được mấy mẫu xe có chi tiết kính không gọng như là MG7. Họa may là bây giờ phải bỏ ra đâu đó tầm bét lắm là 2-3 tỷ thì mới có chi tiết này, đúng không? Cho các bạn soi kỹ hơn nữa nè. Kính trước của MG7 là kính cách âm 2 lớp nha. Thành ra là về khả năng cách âm, về khả năng giảm tiếng ồn gió của nó thì miễn bàn luôn, hơi bị ngon. Phần đầu của MG7 nó vui á, nhìn xa dễ lầm tưởng đây là đầu của một chiếc siêu xe Ferrari lắm. Bởi vì đầu của MG7 nó được làm thuôn nhỏ, vuốt nhọn để mà có được cái hiệu ứng khí động học giống như là những chiếc siêu xe. Cụm đèn trước của MG7 nó là đèn full LED thông minh nha. Và đồ họa đèn trước của MG7 nhìn hao như là Lamborghini. Đường nét thân xe của MG7 nhìn nó rất là sexy, rất là thể thao, không khác gì những cái mẫu xe fastback hay là những cái mẫu cúp 4 cửa nhiều tiền khác trên thị trường như là Porsche Panamera nè, Audi A7 nè. Đó, mình chưa biết là xe này chạy có nhanh không nha. Nhưng nhìn cái dáng xe thôi thì mình có cảm giác là cái xe này chạy cũng không phải dạng vừa đâu, cũng thuộc diện là gõ được Civic trở lên đó. Mâm xe kích thước 19 inch và cái phong cách mâm này nhìn nó hao như là những cái mẫu Ferrari. Lớp xe thông số là 245 40R19, xài lớp hàng hiệu của Michelin luôn. Phanh sau của MG7 là phanh đĩa nè. Treo sau của MG7 là loại độc lập đa điểm hơi bị ngon. Phần hốc bánh xe sau của MG7 á, các bạn thấy không, nó được làm bè ra rộng hơn, gọi vui là nở hậu á. Thế nên là các bạn nhìn cái quả mông của MG7 từ xa các bạn sẽ thấy là nó hơi bị lật, hơi bị vạm vỡ luôn. Phần đuôi của MG7 thì mình thấy là nó có dáng dấp phản phất gì đó của chiếc Porsche Panamera thông qua chi tiết đèn hậu nói liền. Nói theo kiểu mê tín nha, thì mấy anh đi Civic nhìn quả mông này từ xa là chỉ có muốn gõ thôi. Nhưng các anh đừng quên là nếu các anh thắng một chiếc MG7 thì các anh chỉ thắng một chiếc MG7 chứ không phải là Porsche Panamera nha. Còn nếu các anh gõ thua thì các anh thua một chiếc MG7 đó, nhớ lấy. Cái cánh gió to này góp phần làm cho đuôi của MG7 nhìn càng thêm nguy hiểm. Và phần cánh gió của MG7 nó có thể xếp hoặc là mở ra bằng điện giống như Porsche Panamera. Cực ngầu luôn. Bên dưới, chi tiết 4 ống bô của MG7 cho biết chiếc xe này không phải dạng vừa đâu, cũng thuộc diện dạng gõ được Civic bét nhẹ đó. Đừng đùa nha. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn nghe thử tiếng bô của MG7. Tóm lại là ngoại hình của MG7 nó hội tụ gần như đầy đủ các cái vẻ đẹp tinh túy của những mẫu siêu xe hay là xe thể thao nổi tiếng hiện nay trên thị trường, mà mức giá của nó xin nhắc lại là chỉ ngang một chiếc Civic. Ở góc độ của mình thì mình thấy là thiết kế ngoại hình của MG7 nó đẹp cứ phải gọi là hết nước chấm. Cốp của MG7 đóng mở bằng điện và bên trong chúng ta có không gian cốp rất rộng nha các bạn. Mình nghĩ chiều sâu cốp của MG7 nó phải sâu hơn so với lại cốp của Honda Civic. Như thế này thì dư sức để được 2 bộ ghế gôn một cách thoải mái luôn. Bây giờ thì mời các bạn cùng vào nội thất để chúng ta khám phá tiếp. Bước vào nội thất của MG7 mình chỉ biết thốt lên wow thôi. Bởi vì xe gì chưa tới 1 tỷ mà cảm giác ngồi vào cứ như là xe 3-4-5 tỷ. Nội thất nè, bọc gần như full da luôn. Da lộn có, da nắp ba cao cấp mềm mại cũng có. Rồi cái ghế xe, ghế phía trước là ghế semi bucket seat giống như là trên những cái mẫu xe thể thao, xe hiệu năng cao. Cả hai ghế trước đều chỉnh điện nha. Riêng cái tài thì có nhớ 2 vị trí. Vô lăng của MG7 nó được vát trên, vát dưới, hao cái kiểu vô lăng mới của nhà BMW. Và trên cái vô lăng này chúng ta có một cái nút Super Sport. Khi mà chúng ta nhấn vào cái nút này thì đây, bảng đồng hồ tốc độ của xe sẽ thay đổi đồ họa và đưa chiếc xe vào chế độ thể thao nhất. Chế độ mà mình gọi vui là chế độ siêu gõ xe khác trên đường. Phía sau vô lăng chúng ta cũng có hai cái lẫy chuyển số, hơi bị đẹp mắt nha, màu đen bóng. Rồi cụm màn hình giải trí thông tin và bảng đồng hồ tốc độ của MC7 nhìn nó hao hao giống như là trên xe Mercedes. Nhưng mà cái chất lượng hiển thị của hai màn hình này theo mình là nó nằm ở mức khá tốt thôi, chứ chưa phải là quá xuất sắc như là những cái mẫu xe cao cấp. Trên MC7 chúng ta chuyển chế độ lái thông qua những cái nút cảm ứng phía bên trái bảng đồng hồ tốc độ. Ở đây chúng ta có 3 chế độ lái: Eco, Sport, Normal và thêm chế độ Super Sport mà hồi nãy mình có chia sẻ với các bạn. Ngoài ra các bảng cảm ứng này chúng ta cũng có thể điều khiển đóng mở bô và bật tắt đèn của xe. Trang bị tiện nghi của MC7 theo mình là hơi bị ngon. Chúng ta có đầy đủ kết nối bộ CarPlay, Android Auto, rồi hệ thống âm thanh là loại cao cấp của Bose với 9 loa, điều hòa tự động đi cùng với lại tính năng lọc bụi mịn BMW 2.5 cao cấp. Rồi chúng ta có đây phanh tay điện tử đi cùng với lại tính năng tự động giữ phanh, sạc không dây cho thiết bị di động và cửa sổ trời toàn cảnh. Trang bị an toàn của MC7 đáng chú ý với kiểm soát hành trình thích ứng, cảm biến áp suất lớp, camera 360 độ với chế độ hiển thị 3D, kiểm soát phanh khi vào cua và 6 túi khí. Hàng ghế 2 của MC7 rất rộng nha các bạn. Nhưng mà như thế này thì mình nghĩ rằng nó vẫn chưa phải thuộc diện rộng nhất trong phân khúc sedan hạng D hiện nay. Tuy nhiên, nói đi nói lại thì cái không gian như thế này với mình là đã quá đủ xài rồi. Chỗ để chân nè, dư được hơn 2 nắm tay, 2 nắm tay rưỡi. Không gian đầu tầm 1 nắm tay hơn. Độ ngã lưng của hàng ghế sau của MC7 không có quá đứng nha, mà nó vẫn có được cái độ ngã theo mình là dễ chịu. Về tiện nghi hàng ghế sau của MC7 thì chúng ta có cửa gió phục vụ riêng nhưng mà không có điều hòa độc lập cho hàng ghế này. Có 2 cổng USB-C để mà sạc thiết bị di động, rồi chỗ để đồ, bệ tì tay kim chỗ để ly và có tựa đầu cho người ngồi thứ ba. Ở Việt Nam thì MC7 sẽ có 3 phiên bản với 2 cấu hình động cơ, bao gồm động cơ xăng tăng áp 1.5 và động cơ xăng tăng áp 2 lít. Phiên bản chúng ta đang thấy ở đây nó sử dụng động cơ xăng tăng áp 2 lít 4 xi lanh thẳng hàng cho công suất tối đa 227 mã lực. Về cơ bản thì cái mức sức mạnh này nó tương đương với lại BMW 530i và mẹ E300 đó. Nhưng mà MC7 nó có cấu hình dẫn động cầu trước nha, chứ không phải là dẫn động cầu sau như là BMW hay mẹ. Hộp số của MC7 là loại tự động 9 cấp, có chế độ chuyển số thể thao thông qua lại chuyển số sau vô lăng. Kết đi, nếu các bạn tiền chưa nhiều, đâu đó lạnh quanh tầm 1 tỷ mà các bạn muốn thích vẻ đẹp và công nghệ của những xe thể thao vài tỷ hoặc là siêu xe vài chục tỷ thì mời các bạn chơi MC7, mau không chật ngõ nào được. Trường hợp mà các bạn đi Civic thì rất nên thêm MC7 vào danh sách những xe không nên gõ. Bởi vì nếu các bạn gõ thắng MC7 thì các bạn chỉ thắng một chiếc MC7. Trường hợp các bạn gõ thua thì các bạn thua một chiếc MC7 đó. Soi xong cái xe kỳ thú này các bạn thấy như thế nào? Thú thật là bắt đầu thấy ghiền nó rồi phải không? Hay là kỳ này là một chiếc về đi cho hàng xóm lấy mắt chơi? Comment bên dưới cho mình biết. Vậy nha, xin cảm ơn.